Trước năm 1975, ở Đại học Khoa học Sài Gòn xuất hiện một tiến sĩ trẻ mới từ Pháp trở về, thu hút sự chú ý của đông đảo giảng viên và sinh viên. Về bằng cấp thì ông có đến 5 bằng: kỹ sư khí tượng thủy văn, kỹ sư viễn thông, kỹ sư đóng tàu, tiến sĩ toán và tiến sĩ khí tượng động lực. Về con người thì ông chẳng có gì giống với một giảng viên đại học theo quan niệm thông thường của thời ấy. Thay vì lái xe hơi, ông chỉ toàn đi bộ hoặc đi xe đạp. Thay vì vest tông caravat, ông chỉ quanh năm một kiểu quần kaki, sơ mi trắng. Thay cho đôi giày sang trọng thanh nhã là một đôi bốt đờ sô to cành. Nam sinh viên các khoa, đặc biệt là khoa toán, có cá tính rất thần tượng về ông thầy của mình. Đó là một mẫu người mà họ muốn trở thành. Nữ sinh viên vừa tò mò lẫn hâm mộ ông thầy tài hoa và nhã nhặn, nhưng ông hầu như không quan tâm đến. Và chính điều này khiến ông mang một vẻ bí ẩn đầy hấp dẫn, nhưng cũng đầy xa cách. Người ta nghĩ ông hoặc là kẻ lập dị, hoặc ít nhiều tốc kê như một số nhà khoa học đơn độc. Chẳng ai ngờ ông tiến sĩ có cái mác đầy bảo chứng Made in France ấy lại chính là sĩ quan điệp báo đơn tuyến của Việt Cộng, mang bí danh Diệp Sơn. Ngày 4 tháng 5 năm 1975, chỉ 4 ngày sau khi giải phóng, điệp báo viên Diệp Sơn nhận được tin Ban An ninh Trung ương Cục giải thể. Thế là ông lại tiếp tục đóng vai một trí thức lưu dụng, cũng đi học tập chính trị và làm tất cả những gì mà bất cứ giảng viên đại học chế độ cũ nào cũng phải trải qua. Cho dù từ tháng 8 năm 1975, cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã từ Hà Nội và Sài Gòn tìm gặp ông để được tay bắt mặt mừng đồng chí Diệp Sơn kiên trung cách mạng. Phải đến năm 1977, khi những giấy tờ chính thức về công tác của tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc được gửi đến ban lãnh đạo trường Đại học Khoa học, thì lần đầu tiên sau 23 năm hoạt động đơn tuyến, tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc đã được trở lại con người thật của mình, một người lính giản dị, khiêm tốn, không hề có chút lập dị. Cũng lần đầu tiên tiến sĩ Ngọc được gặp đầy đủ những đồng đội cùng công tác, tất cả hơn 70 người trong một đơn vị mang bí số N5146S60 do anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Phước Tân phụ trách. Lúc này ông nhận được quân hàm thiếu tá và có dịp thầy trò trường Đại học Khoa học Sài Gòn tròn mắt ngạc nhiên. Bởi lẽ tại sao mọi việc tiến sĩ Ngọc đã làm trước giải phóng vốn hiển nhiên đến thế mà sao chẳng ai trong số họ nhận ra? Ngay tiến sĩ Bùi Thị Lạng, người đồng nghiệp thân thiết nhất của ông thời đó, cũng không ngờ sau giải phóng, ông lại khoác trên mình bộ quân phục bộ đội. Chỉ có cái bà già mà giữ nhà cho tôi ở đây nè. Thì lúc chiến tranh thì các bà ấy 60 tuổi rồi, hay bắn một cái bùm lên là bà rung 77, thì bà không thể nào bám trụ được, bà đến đây. Thì bà nói như thế này: tất cả những cái người mà đến chơi với cô ở đây đó, thì người nào cũng khiêng người hết cả. Bởi vì thứ nhất là các bà nữa, ta đây là giáo sư mà còn cái bà già nhà quê này giữ nhà đằng kia, nhưng mà có một cái ông đó không khinh người chút nào, là cái ông nhỏ nhỏ trắng trắng đó. Đó là bà nhìn ra một người mà không có phân biệt giai cấp này kia đó. Còn sau giải phóng thì lúc tôi đi vào lại thì tôi mới thấy ông ta mặc cái bộ đồ của bộ đội. Tôi nói sao anh lại mặc quần áo của bộ đội? Cái ông nhăn răng ra, ông cười, ông nói thì tôi là bộ đội. Nhưng mà ông không nói ông là cái gì. Nhưng về sau ông có nói rằng cái lúc mà bảo khai báo đó thì đồng nghiệp của mình nó lại khai mình là CIA mới chết chứ. Tức là không biết mà dám hại đồng nghiệp. Mà ông ấy là người cứu xét, thành ra không có đứa nào bị bắt về tội là CIA hết cả.
Còn với ông thì điều đó thật đơn giản, bởi ông là điệp báo viên cộng sản nên có những phẩm chất của người cách mạng yêu nước thương dân. Cái nghề dạy là trước 75, tức là từ 54 cho đến 75 là một cái vỏ bọc. Nhưng mà cái nghề chính của tôi vẫn là nghề chiến sĩ điệp báo. Đấy, tức là cái ưu tiên của tôi thì vẫn chính là vậy. Tuy nhiên là khi mà tôi ra đi thì đồng chí Nguyễn Hữu Khiếu đã dặn là dù mà anh có dùng cái vỏ bọc gì thì cũng cố gắng làm cái vỏ bọc đó tốt với cái người dân. Đấy, vì chúng ta chiến đấu trên đất nước của chúng ta, để không may khi người ta phát hiện anh là cộng sản thì ngoài cái chuyện mà người ta xử lý anh về chính trị, người ta không chê trách anh về cái nghề nghiệp. Tức là anh là bác sĩ thì anh thương người bệnh, anh là thầy giáo thì anh quý học sinh, và anh là cái người có lương tâm nghề nghiệp. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc tiếp quản Trung tâm Điện toán Cảnh sát Quốc gia và Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo của chế độ Sài Gòn. Bằng trình độ công nghệ thông tin của mình, ông đã đóng góp rất nhiều trong việc khai thác có hiệu quả những dữ liệu của trung tâm này và tiếp tục dùng những cơ sở vật chất, dữ liệu để phục vụ cho công tác công an về sau. Tháng 8 năm 1977, tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc được điều ra Hà Nội. Cái Tết đầu tiên, ông được ăn cơm nóng mẹ nấu sau mấy mươi năm cách trở, được hạnh phúc sắm Tết cho mẹ già chỉ bằng mấy cành hoa đào tươi thắm. Thật đơn sơ, nhưng cũng thật đầm ấm. Đến năm 1985, ông được phong quân hàm đại tá. Tháng Giêng năm 1994, Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký quyết định sát nhập Cục Khoa học Viễn thông và Cục Tin học thành Cục Viễn thông Tin học, và giáo sư Nguyễn Đình Ngọc được cử làm Cục trưởng Cục V-17. Đây chính là thời kỳ mà tiến sĩ khoa học viễn thông tin học Nguyễn Đình Ngọc đã đưa ra những định hướng chiến lược chính xác cho ngành viễn thông tin học công an từ năm 1994 cho đến tận hôm nay. Đó là dự án phát triển hạ tầng viễn thông tin học cho công an nhân dân và kế hoạch thực hiện phát triển viễn thông tin học. Cục trưởng V-17 Nguyễn Đình Ngọc vừa là người trực tiếp chỉ đạo, lại vừa trực tiếp triển khai thực hiện các dự án. Ví dụ, dự án khai thác đỉnh cao núi Bà Đen Tây Ninh, dự án chiếm đỉnh cao Ba Vì Tam Đảo, những vị trí chiến lược cực kỳ quý giá, dự án thông tin ra đảo Phú Quốc, vân vân. Các chiến sĩ công an Tây Ninh vẫn còn nhớ rõ hình ảnh ông cục trưởng nhỏ bé, ngày ăn có một bữa cơm, nhưng đã luôn sát cánh cùng anh em, nếm mật nằm gai, leo lên tận đỉnh núi Bà Đen để khảo sát con đường rừng hiểm trở. Dường như không có việc nào mà ông không làm với tất cả khả năng và tâm huyết của mình, kể cả những việc tưởng như chỉ đòi hỏi có sức vóc. Để hôm nay, khi dự án hoàn thành, không những đã có tác dụng vô cùng quan trọng cho công tác an ninh vùng biên giới, mà còn góp phần đáng kể cho các đài truyền hình và ngành bưu điện trong lĩnh vực truyền thông. Tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc là người đầu tiên cho triển khai việc đưa công nghệ mới và công nghệ thông tin như tin học hóa hệ thống quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, các hệ điều hành, các cơ sở dữ liệu quốc gia. Ngay từ những ngày đầu thời mở cửa năm 1988, Cục trưởng Nguyễn Đình Ngọc đã sớm quan tâm đến mũi nhọn công nghệ, trong đó có việc đầu tư xây dựng hệ thống tin học quản lý xuất nhập cảnh do tập thể cán bộ, tiến sĩ kỹ thuật của Cục Quản lý xuất nhập cảnh xây dựng và tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc là cố vấn kỹ thuật. Do đặc thù của ngành an ninh nên việc tích hợp và sử dụng các phần mềm nước ngoài không được khuyến khích. Các chuyên gia tin học của cục vẫn còn nhớ rõ người cục trưởng nghiêm khắc nhưng giàu lòng nhân ái mà họ thường âu yếm gọi là kho tư liệu bách khoa toàn thư sống, đã từng xác định trong quan hệ hợp tác với nước ngoài trên lĩnh vực công tác an ninh là có những phần mềm bán không mua, cho không lấy, nhờ không làm.
Trên thực tế, việc ứng dụng tin học của Cục Quản lý xuất nhập cảnh từ năm 1990 đến nay đã khẳng định vai trò và tác dụng của tin học trong mọi công tác an ninh nói chung và công tác quản lý xuất nhập cảnh nói riêng. Còn một vấn đề mà Cục trưởng Cục V17 rất quan tâm đó là đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực. Hàng loạt tiến sĩ, giáo sư và phó giáo sư đã được ông đưa đi đào tạo. Ông luôn tâm niệm lời căn dặn của Bác Hồ: chỉ anh hùng thôi không đủ, mà còn phải có tri thức, có khoa học thì mới giữ nước và dựng nước được. Giữa năm 1994, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc được phong hàm thiếu tướng Công an Nhân dân. Từ năm 1994, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc đã cùng các cộng sự thuộc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tiến hành thử nghiệm mạng Internet quốc gia, và họ đã thành công sau 3 năm trời mày mò nghiên cứu. Đến đầu năm 1997, Việt Nam lần đầu tiên có Internet. Đây là sự phối hợp thành công nhất giữa Cục Viễn thông Tin học Bộ Công an và Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam để có được bước đột phá mang tính quyết định cho Việt Nam chính thức hội nhập cùng thế giới. Cho đến ngày hôm nay, giá trị của việc sử dụng Internet trong tất cả các lĩnh vực đã được khẳng định rõ. Người Việt Nam ngày nay đã quen với việc vào mạng lấy thông tin, kể cả với những người dân bình thường. Thông tin trở thành quyền lợi mà ai cũng cần được thụ hưởng. Đó là thành quả của những hoạt động, trong đó có sự góp phần của tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc. Năm 1995, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Khoa học Chương trình Quốc gia Công nghệ Thông tin trực thuộc Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Từ năm 1996 đến năm 1999, ông là Phó trưởng Ban, Ban chỉ đạo Chương trình Quốc gia Công nghệ Thông tin, đồng thời cũng là cố vấn cho chương trình khắc phục sự cố năm 2000. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách mạng công nghệ thông tin của thành phố suốt thời gian dài, ông Trần Thành Long nhận xét. Thì cái điều mà tôi gây ấn tượng đối với tôi nhất ấy, là tôi nghe thôi chứ tôi cũng không biết rõ là ảnh trước đây là tình báo của chúng ta. Nhưng mà tôi ngạc nhiên là vì không biết sao mà một cái thiếu tướng tình báo mà lại rất là giỏi về công nghệ thông tin, rất là am hiểu những cái mới trong công nghệ thông tin. Thành phố mới chủ trương là lập một cái trung tâm công nghệ phần mềm ở số 123 Trương Định đó. Cái đó là cái thời gian đó là muốn mà làm những cái việc đó là phải có cái hỗ trợ của Trung ương. Thì khi góc độ ở thành phố chúng tôi đưa những cái dự án ra đó thì thấy anh Ngọc anh rất là hiểu và anh rất là ủng hộ và anh rất là động viên. Mà do đó thì cũng là khi làm việc anh thấy nó gần gũi lắm, mà mặc dù là chưa hiểu biết nhau nhưng mà trong cái quan hệ làm việc tôi thấy rất là dễ, rất là gần gũi, mà anh cũng lúc nào cũng động viên ở thành phố phải ráng vươn lên, để mà anh gọi là thành phố là thủ đô công nghệ thông tin thì anh nói như vậy là cũng để động viên thôi, chứ còn cũng biết là thành phố cũng có cái lợi thế nhưng điều không phải là đến mức như vậy. Cho nên là tôi rất quý anh Ngọc. Từ cuối năm 2000, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc được quay về với công việc yêu thích, mà đến tận lúc này ông mới được phép chọn cho bản thân mình là một giáo sư theo đúng nghĩa của nó. Nếu như trước đây, nghề giáo sư với ông là vỏ bọc để hoạt động tình báo, trách nhiệm mà ông được giao trong thời chiến, thì nay, khi đất nước đã cho ông có sự lựa chọn cho riêng mình, ông lại miệt mài với thế hệ trẻ suốt từ Bắc chí Nam trên khắp các giảng đường đại học. Ông có mặt trong hầu hết các hội thảo hội nghị toán học công nghệ thông tin, bởi ông đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam và Hội Vô tuyến điện tử Việt Nam cho đến tận hôm nay.
ông luôn đau đáu một nỗi niềm. Lớp trẻ cần phải sống có lý tưởng. Đó là lý tưởng nghề nghiệp, mà cụ thể là lý tưởng về khoa học công nghệ. Nó như một bài toán đố quan trọng bậc nhất mà thế hệ ông muốn chuyển giao lại cho các thế hệ sau. Tôi ước mơ là không những các đồng chí lãnh đạo hiện nay mà lớp trẻ, nói chung là toàn dân chúng ta phải nói một cái câu kiểu Fidel Castro. Mà Fidel Castro có nói như thế thật. Khi Fidel Castro mở cho Cuba về Internet, ông lại dùng cái từ mà trước kia ông nói là tổ quốc hay là chết. Và bây giờ ông nói là Internet hay là chết. Đấy. Như vậy tức là có nghĩa nó là có tính sinh tử. Đối với giới trẻ hiện nay thì so với chúng tôi thì cái yêu cầu nó lớn hơn. Đấy. Ngày xưa thì chúng ta kháng chiến thì không đặt vấn đề hội nhập, không đặt vấn đề AFTA, APEC, WTO. Và tôi nhớ mãi cái năm 84 khi mà tôi được đồng chí Phạm Hùng cho phép sang Ba Lan rồi sang Bonn họp ở Vaga. Thì mấy ông giáo sư Nhật đi mấy người sinh viên trẻ ở Tsukuba. Và khi tôi hỏi họ thì ông ấy dám khẳng nhận đối với chúng tôi đây là cái thế hệ toàn cầu. Tiếng Anh là Global Generation. Có nghĩa tức là cái người sinh viên của Đại học Tsukuba đi khắp thế giới đều làm cho người ta nghĩa là chấp nhận, thậm chí khâm phục với tư cách là sinh viên của cái đại học và trung tâm nghiên cứu Tsukuba. Thế để căn cứ vào cái đó thì tôi ước mơ rằng thì là sinh viên Việt Nam tương lai sẽ thành một cái Global Generation. Tức là một thế hệ mà đi đâu người ta cũng thấy đó là một cái đại diện xứng đáng cho cái dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam, anh hùng. Mỗi ngày, những người dân nghèo trong một hẻm nhỏ quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh lại nhìn thấy người lính già đạp chiếc xe cũ kỹ len lỏi qua những gian hàng tạp nham của khu chợ nhỏ. Không ai biết, đó là một giáo sư tiến sĩ, một thiếu tướng an ninh, cục trưởng, một người đã có bao đóng góp lớn lao từ thời chiến cho đến thời bình. Trong căn nhà nhỏ, vẫn là nhà thuê của nhà nước, tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc sống cuộc đời đạm bạc của mình, không hề khác hơn thời hoạt động điệp báo. Vẫn bộ quần áo lính, đôi giày lính, có khác hơn là hệ thống máy tính mà ông quen làm việc ban đêm, có khi trắng đêm. Đời sống của ông vẫn giản dị như không thể giản dị hơn được. Với người vợ, cũng là một tiến sĩ, phó chủ nhiệm khoa công nghệ thông tin, Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, họ chia sẻ không gian nhỏ hẹp, không có bất cứ tiện nghi hiện đại nào, nhưng vẫn đủ chỗ để nhận nuôi hai đứa cháu ruột mà mẹ chúng từng là thanh niên xung phong đã mất. Đã ở tuổi ngoài 70, ông vẫn giữ thói quen rèn luyện của người lính, tự phục vụ mình trong các sinh hoạt ngày thường. Ông vẫn chỉ ăn 3 bữa dồn vào một để đỡ tốn thời gian, dành thời gian cho công việc. Biển tri thức thì mông mênh, sức khỏe của ông thì đã ở giai đoạn cuối. Đôi mắt ông đang bị đe dọa bởi chứng đục thủy tinh thể. Liệu cả kiến thức và lý tưởng đời ông có được chuyển giao nguyên vẹn cho thế hệ trẻ? Liệu những vòng quay có đưa ông lẫn mất vào những con người vô danh? Hình như sâu trong thâm tâm mình, tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc vẫn hằng mong như thế. Nhưng với tất cả những gì ông đã làm trong chiến tranh và trong cả thời bình, ông đã vượt lên trên những điều bình thường và thậm chí những điều phi thường trong xã hội còn đầy nghịch lý của chúng ta.